Tiểu Chiêu nằm mơ cũng không nghĩ tới, bản thân không già sầu thế mà còn có thể bị bắt nạt. Mà kết quả này cũng nằm trong dự liệu của tôi. Cho nên khi Diệp Phi gọi điện thoại tới xin giúp đỡ, tôi tất nhiên là giúp hảo tỉ muội của cô ấy. Diệp Phi, cậu chiếu cố tốt Tiểu Chiêu trước, chuyện này giao cho tớ xử lý là được. Ân ân, Khôn Khôn vậy cậu nghỉ ngơi sớm một chút. Ngày hôm sau vừa đến lớp học, Lưu Diệp Phi lại nói chuyện này với tôi. Khôn Khôn, tớ đều dựa theo ý của cậu khuyên cậu ấy chuyển tới trường của chúng ta. Nhưng mà Tiểu Chiêu vẫn là muốn kiên trì một chút. Anh ngờ không chỉ quan hệ không trở nên hòa hoãn, ngược lại còn bị nữ sinh cả lớp xa lánh. Cuối cùng có mấy người liền bắt đầu mỗi ngày bắt nạt cậu ấy. Cậu yên tâm đi, tối qua tớ đã an bài xong rồi. Cậu muốn giải quyết như thế nào vậy bạn trai? Đương nhiên là hảo hảo giảng đạo lý với người bắt nạt Tiểu Chiêu rồi. Sau khi tan học cậu sẽ biết thôi. Được thôi. Đúng rồi Diệp Phi, tớ thấy cậu gần đây giống như không có hảo hảo ôn tập công khóa. Có phải là lười biếng không? Có hảo hảo ôn tập. Bảo đảm không lười biếng. Vậy cậu đem đề này giải cho tớ xem. Nói xong tôi lật sách toán học ra chỉ vào một câu hỏi trắc nghiệm. Khẳng định nào sau đây là đúng? A. Trong một quá trình nào đó, nếu Fx có cực hạn, Gx không cực hạn, thì Fx cộng Gx không cực hạn. Lưu Diệp Phi lập tức mắt trợn tròn, cô ấy hoàn toàn không biết làm sao giải đáp, nhưng vẫn là giả vờ giống như đang suy nghĩ. Cái này hình như hẳn là chọn B. Tôi nhẹ nhàng cốc cái đầu của cô ấy ra vẻ nghiêm túc. Không đúng, cậu rõ ràng là không nghiêm túc ôn tập. Không phải chỉ là chọn sai hay sao? Còn cốc đầu người ta, Khôn Khôn xấu. Tớ tức giận rồi, mau mau nghĩ cách dỗ dành tớ đi. Vậy tối nay dẫn cậu đi ăn đồ ăn ngon. Được thôi được thôi, quỷ ham ăn, cẩn thận ăn thành mập đấy. Hừ hừ, tớ mới sẽ không ăn thành mập. Chúng tôi liên tục tú ân ái, cậu độc thân xung quanh thấy thế lắc đầu thở dài. Đáng ghét thật, mình cũng phải nỗ lực học tập sau này tìm một bạn gái xinh đẹp. Ngay cả Lưu Diệp Phi đều có thể tìm được nam sinh tốt như vậy. Bản cô nương sau này tìm nam sinh khẳng định càng ưu tú hơn Phạm Đồng Học. Nghe tới các bạn học nghị luận chúng tôi chỉ có thể nhẫn nhịn cười trộm. Sau khi tan học tôi cùng Diệp Phi vừa ra khỏi cổng trường, ba người đàn ông uy mãnh đột nhiên đi đến trước mặt tôi. Đại lão rốt cuộc anh cũng ra rồi. Các tiểu đệ đều sắp chờ không nổi rồi. Nhìn thấy ba người này Lưu Diệp Phi rất kinh ngạc. Khôn Khôn, đây không phải chính là mấy người lần trước nhị tẩu tìm đến đánh chúng ta sao? Không đợi tôi mở miệng, Tiểu Lưu Manh dẫn theo hai người khác cúi người với Lưu Diệp Phi. Chào đại tẩu, em tên Nhị Hổ. Lần trước là bọn em có mắt không biết Thái Sơn, mong rằng đại tẩu không để trong lòng. Thấy Lưu Diệp Phi đỏ mặt không biết trả lời thế nào, tôi vỗ vỗ bờ vai cô ấy. Chúng ta lên xe trước, lát nữa trên đường giải thích với cậu. Nói xong chúng tôi lên chiếc xe do Nhị Hổ lái. Trên đường tôi mới bắt đầu giải thích. Diệp Phi, bọn họ là tớ mời đến Trấn Tràng Tử, nhưng mà bọn họ trước đó còn muốn đánh chúng ta mà. Cậu phải biết là thế giới này không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Huống chi cầm tiền của tớ, đương nhiên phải thay tớ tiêu tai rồi. Không cần nói rất đúng, đến lúc đó anh cứ việc phân phó. Mười mấy phút sau, xe dừng lại ở cổng một trường học khác. Vốn dĩ Lưu Diệp Phi đã hẹn với Tiểu Chiêu ở cổng trường học đợi chúng tôi. Tuy nhiên bây giờ đã tan học được gần nửa giờ rồi, nhưng vẫn không thấy hình bóng Tiểu Chiêu. Xem ra Tiểu Chiêu khả năng lại bị chặn ở lớp rồi. Mọi người ở đây chờ tôi. Nói xong tôi đi về phía bảo vệ. Chào bảo vệ đại ca, em họ tôi ở trường học vẫn chưa đi ra. Hôm nay là sinh nhật nó, người nhà chúng tôi tới đón nó đi ăn cơm. Chờ một chút đi, không phải học sinh của trường không được phép đi vào. Đại ca giúp một chút, anh xem hiện tại học sinh cũng đã về hết rồi. Nói xong tôi ung dung thản nhiên cầm tay của hắn. Bảo vệ cảm thấy lòng bàn tay tôi có gì đó, ánh mắt lập tức hòa hoãn thu tay về. Đi vào đi, đi vào đi, nhưng mà nhiều nhất 10 phút. Dạ được, cảm ơn anh. Rất nhanh mấy người chúng tôi đã đi tới lớp của Tiểu Chiêu. Quả nhiên Tiểu Chiêu bị mấy nữ sinh vây ở giữa, trên mặt còn có mấy dấu tay đỏ. Lưu Diệp Phi tức giận một tay đẩy bọn họ ra, sau đó đưa Tiểu Chiêu đang khóc đi đến phía sau tôi. Một nữ sinh khổ người lớn trong đó nhìn về phía chúng tôi. Nhỏ ma cà bông ở đâu ra, cút nhanh lên, đừng ở không đi gây sự. Cô nói đúng rồi, tôi chính là đến gây sự. Mấy ca hay là chúng ta cùng bọn họ hào hào giảng đạo lý trước đi. Nghe tới chỉ thị của tôi, Nhị Hổ ba người một mặt hung tướng đi ra. Đám tiểu nữ sinh này lập tức bị dọa run lẩy bẩy. Các anh là ai? Không được qua đây, nếu qua đây tôi liền đi tìm giáo viên. Tìm giáo viên à, cô cảm thấy bây giờ cô ra khỏi cái phòng này được sao? Khi tôi nhìn về cửa phòng học, Nhị Hổ ba người lập tức hiểu ý đi tới. Dù sao trước đó tôi đã bàn xong với bọn họ, chỉ cần trấn hạ Tràng Tử, cũng không phải là để bọn họ động thủ thật. Lập tức tôi quay đầu nhìn về phía Tiểu Chiêu. Tiểu Chiêu đừng sợ, bọn họ trước đó đối với cậu thế nào, bây giờ cậu trả lại như thế. Thấy bộ dáng Tiểu Chiêu vẫn còn có chút kinh hoàng, Diệp Phi vuốt ve sau lưng cô ấy. Tiểu Chiêu không sao đâu, có Khôn Khôn không cần phải sợ. Chẳng lẽ cậu còn muốn bị bắt nạt suốt sao? Câu nói này rốt cục kích thích đến Tiểu Chiêu, chỉ thấy cô ấy bước xa vọt tới, ngay sau đó là liên tiếp tát vào mặt. Nữ sinh bắt nạt cô lập tức bị đánh ngao ngao kêu thảm. Đừng kêu nữa, nếu còn lần sau thì không phải là đơn giản như vậy đâu. Nghe tới lời của tôi mấy nữ sinh lập tức bịt miệng lại. Sau đó tôi dẫn theo Diệp Phi và Tiểu Chiêu rời khỏi trường học. Tôi ra hiệu Nhị Hổ bọn họ đi trước, tiếp đó cùng hai cô gái yên lặng đi ở trên đường. Đi được một lúc Tiểu Chiêu lại khóc thút thít. Thật xin lỗi, tớ để các cậu xem trò cười rồi. Cậu nói cái gì vậy? Cậu là hào tỉ muội của tớ, sao tớ có thể nhìn cậu bị bắt nạt không quản chứ? Cảm ơn cậu Diệp Phi, cũng cảm ơn cậu Phạm Từ Khôn. Không sao, cậu là bạn của Diệp Phi, tất nhiên tớ phải giúp cậu. Tớ đã nghĩ kỹ rồi, đợi chút nữa liền bảo cha tớ cho tớ chuyển trường. Tớ muốn chuyển đến trường của các cậu.
Như vậy chúng ta liền có thể mỗi ngày ở cùng nhau rồi. Quá tốt rồi, cậu cái đứa ngốc này xem như nghĩ thông suốt rồi. Chúng ta bây giờ đi ăn cơm đi, đều sắp đói dẹp bụng rồi. Nghe cậu nói thế tớ cũng đói rồi, vậy chúng ta đi ăn lẩu đi. Rất nhanh chúng tôi đi tới một tiệm lẩu nổi tiếng ở trung tâm thành phố. Trong lúc ăn, Tiểu Chiêu đã nói rõ tình huống với cha mẹ, bọn họ cũng đồng ý để cô chuyển trường. Hơn nữa Tiểu Chiêu cũng quyết định sau này không giả xấu nữa, miễn cho lại dẫm lên vết xe đổ. Dù sao không phải ai cũng có thể gặp được con trai tốt như tôi. Ngay tại lúc chúng tôi vừa ăn vừa trò chuyện, một giọng nói quen thuộc đột nhiên truyền đến. Không tổng, cậu cũng tới đây ăn cơm sao? Tôi quay đầu nhìn lại thế mà là Tô Nhan. Chị Tô Nhan trùng hợp như vậy sao? Đúng vậy, hôm nay cùng mấy người bạn tới dùng cơm, không ngờ lại gặp được cậu. Ánh mắt của Lưu Diệc Phi và Tiểu Chiêu đầu tiên là nhìn về phía Tô Nhan, sau đó lại nhìn về phía tôi. Lưu Diệc Phi lập tức trở nên cảnh giác. Khôn khôn, nữ nhân này là ai? Diệc Phi, vừa rồi cậu có nghe được không? Nữ nhân này gọi bạn trai của cậu là Khôn tổng. Tôi cười cười nhanh chóng giải thích với Diệc Phi. Diệc Phi, vị này là Tô Nhan, bà chủ công ty mỹ phẩm Tô Thị. Giữa bọn tớ chỉ là quan hệ hợp tác. Chị Tô Nhan, vị này là bạn gái tôi Lưu Diệc Phi. Bạn gái của cậu thật là xinh. Tô Nhan không ngờ rằng bạn gái tôi xinh đẹp như vậy, ngay cả khi cô còn trẻ đều không so được. Chào hỏi xong liền thức thời rời đi. Nhưng mà Lưu Diệc Phi vẫn là một bộ biểu cảm dò xét. Tôi bất đắc dĩ giang tay. Vốn dĩ muốn lấy thân phận người bình thường hòa hợp với các cậu, nhưng bây giờ không giả vờ nữa, tớ ngả bài, tớ là phú ông ức vạn. Lời này vừa nói ra, Lưu Diệc Phi hếch lên miệng nhỏ cúi đầu dùng bữa. Tiểu Chiêu thì là gắp thêm cho mình miếng thịt gà. Tôi bị phơi ở nơi đó xấu hổ mấy giây, đành phải yên lặng gắp thịt gà cho Diệc Phi. Mắt thấy bầu không khí của thực ngượng ngùng, tôi lại chứng chặt đàng hoàng mở miệng. Hai vị mỹ nữ, thật không dám giấu, nhị gia gia tớ mới là phú ông ức vạn, chỉ là trước đó không lâu ông ấy mắc bệnh qua đời, lại để cho tớ kế thừa di sản của ông ấy. Tôi còn chưa nói dứt lời, Tiểu Chiêu cười đến càng lớn tiếng. Tớ nói này Khôn Khôn đồng học, cậu nghĩ cậu là Vương Đa Ngư sao? Khôn Khôn, tớ biết cậu rất cố gắng. Chúng ta đừng nằm mơ giữa ban ngày nữa, tớ là nghiêm túc đấy. Được thôi, nếu các cậu đã không tin, ngày nào đó bị dọa không liên quan đến tớ,